Tôi xin chào linh hồn. Linh hồn đừng cười nữa. Tôi có điều này muốn nói với linh hồn. Linh hồn hãy nhìn kỹ tôi. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roman Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi, mọi người cũng có thể thấy sự manh động của linh hồn này mọi người. Hầu như những gì có thể cản được linh hồn này đều bị linh hồn này tấn công hết mọi người. Tuy là thông qua nghi thức vừa rồi không được thành công mọi người, nhưng chúng ta cũng đã biết được một điều rất quan trọng từ linh hồn này. Mọi người có để ý kỹ là cái lúc cuối khi mà mình giao tiếp với linh hồn này á, linh hồn này nhảy qua và đối diện mặt đối mặt với mình. Đột nhiên linh hồn này đang bị một cái gì đó rất đau đớn mọi người. Mình là người ngồi trực tiếp ngay vị trí đối mặt với lại linh hồn này. Mình có thể thấy được sự đau đớn trên gương mặt của linh hồn này. Đột nhiên linh hồn này nhăn răng, linh hồn này gầm gừ như là linh hồn này đang trải qua một nỗi đau rất là khủng khiếp mọi người. Và sau khi linh hồn này bình tĩnh lại, linh hồn này đã thốt ra một câu khiến cho mình rất bất ngờ. Linh hồn này nói là: cứu tôi với. Lúc đó mình rất ngạc nhiên, mình mới quay qua mình hỏi là: ủa linh hồn, thì đột nhiên linh hồn này lại bị cái cơn đau đó ập đến thêm một lần nữa. Và sau khi tỉnh lại, linh hồn này lại nói một câu trái ngược với những gì mà linh hồn này đã nói trước đó. Linh hồn này nói là: có ngày tao sẽ quật tụi mày chết. Thì sau khi mình nghe được câu nói đó của linh hồn này, thật sự mình rất ngỡ ngàng mọi người. Thì đột nhiên cơn đau đó lại ập tới linh hồn này thêm lần thứ ba nữa, và linh hồn này biến mất. Nhưng cái cơn đau cuối cùng đó mình có thể cảm nhận được thông qua trạng thái của linh hồn và cái tiếng gầm gừ của linh hồn. Mình cũng có thể biết được là cơn đau này dữ dội hơn những cơn đau trước rất nhiều. Thông qua video vừa rồi, mọi người cũng có góp ý với mình một điều là có thể bên trong cơ thể của linh hồn này đang chứa đựng thêm một linh hồn khác nữa. Thì không phải là mọi người nói không có căn cứ. Chúng ta sẽ quay lại buổi cầu cơ cách đây không lâu. Mình và tất cả mọi người chúng ta đã thực hiện cầu cơ với linh hồn này. Mình có hỏi linh hồn này là lý do tại sao linh hồn này chết. Linh hồn này có nói là bị ám chết. Thì cái từ bị ám này thì mọi người nghĩ là như thế nào? Ám thì chỉ từ ma và quỷ ám thôi, chứ làm gì có người ám người mọi người. Cho nên theo như những yếu tố mà mình đã suy nghĩ từ trước đó, chúng ta có thể đoán được rằng linh hồn này có thể ngày xưa là một người thầy. Tại sao mình lại nghĩ ngày xưa linh hồn này lại là một người thầy mọi người? Mọi người cũng có thể thấy những cái thuật mà linh hồn đó đã dùng để đối phó với lại hồn ma của ông Lèo. Thật sự là ở trong video vừa rồi nhờ ông Lèo rất nhiều mà mình đã có thể hiểu thêm được nhiều thông tin từ linh hồn này. Thông qua những cái thuật mà linh hồn này dùng á, chúng ta có thể đoán được linh hồn này khi còn sống
là một người thầy mọi người. Và linh hồn này luyện ra những linh hồn ma quỷ, sau đó bị quật. Và ở bên trong tâm linh á, mọi người biết á, những người thầy á, những người thi triển, người ta sợ nhất ở bên trong tâm linh đó chính là bị quật mọi người. Và sau khi luyện ma luyện quỷ bị quật lại, và linh hồn đó đã bị những cái linh hồn ma quỷ đó đi vào bên trong cơ thể để ám mọi người, và cho tới khi chết. Vì nếu như cái trường hợp mà ma đang trú ngụ ở bên trong linh hồn á, thì không thể nào trú ngụ khi linh hồn đã mất được. Mọi người có thể hình dung là, theo như giờ mình lấy ví dụ là ông Lèo đi. Ông Lèo đang như vậy á, thì một linh hồn khác đi vào bên trong người của ông Lèo để mà trú ngụ vào bên trong, ký gửi vào bên trong, không thể nào được mọi người. Trừ khi cái ông này á, đã bị ma quỷ trú ngụ từ khi còn sống rồi. Cho nên tới khi ông mất đi, linh hồn của ông lìa khỏi xác đã mang theo những cái linh hồn ma quỷ đó luôn mọi người. Và khi mình hiểu được những điều đó thì mình đã có một cách để có thể đối phó được trong trường hợp này rồi. Tối nay mình sẽ chuẩn bị mọi thứ cho nghi thức trục quỷ mọi người. Cái điều quan trọng mình cần làm bây giờ là mình phải trục được cái linh hồn quỷ ra khỏi cái linh hồn đó. Vì nếu như bây giờ cứ để hai linh hồn đã trú ngụ cộng sinh qua lại như vậy á mọi người, rất khó để mình có thể tiến hành giúp cho cái linh hồn đó được mọi người. Cho nên bắt buộc mình phải tách được cái linh hồn quỷ bên trong linh hồn đó ra. Nhưng tách bằng cách nào mọi người? Tối nay đã có cơ hội để mình có thể sử dụng chùy kim cang rồi mọi người. Mọi người cũng biết rằng ngày trước mình đã được tặng một cây chùy kim cang để dành đối phó với lại những linh hồn ma quỷ mọi người. Vì khi mà cảm nhận được tà khí, nó sẽ phát huy được hết tác dụng của chùy kim cang mọi người. Nhưng cái điều nan giải ở đây á, là khi mà mình trục cái linh hồn quỷ đó ra khỏi cái linh hồn của cái người đàn ông này rồi, lỡ như linh hồn quỷ đó lại nhảy hồn vào bên trong nữa, cứ trục ra lại nhảy vào, trục ra lại nhảy vào, thì phải làm sao mọi người? Cho nên tối nay mình cần phải chuẩn bị một cơ quan. Cơ quan ở đây là gì mọi người? Mọi người cũng biết á, cái hướng mình ngồi làm nghi thức á, là ở bên tay trái của mình đây. Và thường mình chịu hồi linh hồn á, thì sẽ nằm ở phía trước mặt của mình. Và phía sau của linh hồn, đó là lợi thế của mình để mình có thể thiết lập cơ quan. Ở phía sau của linh hồn thì mọi người có thể thấy là có một bức tường mọi người. Mình sẽ gài vào bên trong đó một bài nghi thức, giống như là một cái trap, một cái bẫy vậy mọi người. Khi mà mình vừa chụp cái linh hồn quỷ đó ra, cái bẫy đó của mình nó cảm nhận được tà khí, nó sẽ bắt cái linh hồn quỷ, nó sẽ giữ cái linh hồn quỷ đó lại. Thì trong cái khoảng thời gian đó, mình sẽ có đủ thời gian để khống chế được cái linh hồn quỷ này. Chứ nếu như không chuẩn bị cái cơ quan đó mọi người, thì mình cứ chụp ra, quỷ vừa đi ra lại nhảy hồn vào lại, vừa đi ra lại nhảy hồn vào lại, rất khó cho mình. Và tối nay, nghi thức trục quỷ của mình sẽ như thế nào? Mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nhé. Trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé mọi người. Do là mình còn biết được cái bia mộ của linh hồn đó ở đây, cho nên về việc gọi linh hồn nó tới đây không thành vấn đề đâu mọi người. Quan trọng là cái bước trục quỷ, mình rất hy vọng nó sẽ thành công. Mọi người hãy nhớ like video này để ủng hộ cho mình nhé mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng theo dõi video trục quỷ của mình tối nay nha. Ok mọi người, mình cũng đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức trục quỷ tối nay. Điều đặc biệt ở bên trong nghi thức này đó chính là chùy kim cang mọi người. Cũng đã từ rất lâu rồi mình mới sử dụng lại chùy kim cang mọi người ạ. Thì sẵn đây mình sẽ mở ra cho tất cả mọi người xem chùy kim cang nhé. Ngày xưa lúc mà mình vừa mới biết ông Lũ mọi người, thì ông Lũ có đi vào bên trong chùy kim cang này để giúp mình trong những nghi thức mọi người. Thì đây chính là chùy kim cang. Mình sẽ lấy ra để mọi người xem rõ hơn nhé. Đây mọi người, đây chính là chùy kim cang mọi người ạ. Chùy kim cang này rất có tác dụng với lại những nguồn tà khí ma quỷ xấu mọi người.
Cho nên mình nghĩ mình có thể dùng chùy kim cang này để có thể trục quỷ bên trong cơ thể của người đàn ông được mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ để chùy kim cang ở đây. Đầu tiên mình cần phải làm phép trước. Những lá phù cần thiết dùng để triệu hồi linh hồn quỷ tới. Và cũng như là mình sẽ thiết lập cơ quan ở phía trước mặt của mình nha mọi người. Thì bây giờ xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu thắp hương và thực hiện cho nghi thức nha. Xin phép mọi người nha mọi người. Tự nhiên mình cảm thấy ớn lạnh sao mọi người. Cái bóng đèn ở trên đầu của mình đâu có mở đâu mà nó cứ chớp 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 hoài à mọi người. Ok mọi người, điều đầu tiên mình cần làm, mình sẽ làm phép lại lá phù triệu hồi nha mọi người. Mình sẽ thông linh giữa lá phù và lá sâm triệu hồi với nhau để mà mình dùng để triệu hồi linh hồn tới mọi người. Ok mọi người, mình sẽ để riêng hai lá phù ra đây nhé mọi người. Phần này mình đã làm xong rồi. Bây giờ mình sẽ làm phép chùy kim cang nhé. Thank you.
Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành làm phép đèn lưu ly và cũng như là mở con mắt âm dương nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mở con mắt âm dương nha. Tự nhiên chó sủa nhiều quá mọi người ạ. Ok mọi người, các bước cũng đã xong rồi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ mang lá phù này đi ra dán ở ngoài ngôi mộ của linh hồn đó trước nha. Ok mọi người, chúng ta cùng đi nha. Ok mọi người, mình cũng đã dán lá phù ở ngôi mộ hoang rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt lá sâm triệu hồi này ở ngay vị trí này nha mọi người. Và còn một điều nữa mình sẽ nói cho tất cả mọi người nghe sau. Bây giờ mình sẽ đặt lá sâm triệu hồi ở đây nha. Mình sẽ cho mọi người xem cái này. Ở đây mình có một lá phù. Lá phù này mình đã xin trên thầy của mình ở Tây Ninh, để nó có thể tạo ra được một thứ có thể bắt và giữ chân cái linh hồn quỷ lại nếu như nghi thức trục quỷ của mình thành công. Và nó có thể gọi là cơ quan mọi người. Thì bây giờ mình sẽ mang lá phù này đi tới nơi đó để có thể tạo ra cơ quan nha mọi người nha. Mời tất cả mọi người cùng xem. Khai. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi mọi người. Cơ quan mà mình đã thiết đặt ở đó, chỉ cần
Tự nhiên chó sủa nhiều quá mọi người. Cơ quan mà mình đã thiết đặt ở đó, chỉ cần nó cảm nhận được tà khí, nó sẽ hút cái lượng tà khí đó đi vào bên trong nơi mà mình đã thực hiện làm phép và thi triển nghi thức. Nó sẽ giữ cái phần tà khí đó lại mọi người, và không để cái phần tà khí đó thoát đi. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện nghi thức triệu hồi nha. Bây giờ sẽ là bước quan trọng nhất. Tôi xin chào linh hồn. Linh hồn đừng cười nữa. Tôi có điều này muốn nói với linh hồn. Linh hồn hãy nhìn kỹ tôi. Linh hồn ơi, giải mình cũng đã thành công rồi mọi người. Mình cũng đã thành công trong việc trục quỷ ra khỏi linh hồn đó rồi mọi người ạ. Nhưng có lẽ linh hồn đã hoảng quá cho nên bỏ chạy rồi mọi người.
Hiện tại linh hồn nó đang kích động. Mình nên để linh hồn nó một mình đi mọi người. Chụp được linh hồn quỷ ra khỏi linh hồn đó là mình mừng rồi. Mọi người biết lúc nãy á, khi mà linh hồn đó cười á mọi người, mình đã cố gắng mình nói khích mọi người. Mình nói khích là linh hồn đừng cười nữa. Linh hồn hãy nhìn kỹ tôi nè. Để cho linh hồn đó mặt đối mặt với mình. Để cái phần xấu bên trong linh hồn đó được nổi lên. Như là cái linh hồn quỷ bên trong đây được trỗi lên mọi người. Thì lúc đó mình mới có thể thẳng tay chụp cái linh hồn quỷ đó ra khỏi linh hồn này được mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ mang cái hồ lô này đi vào bên trong, đưa cho thầy hùng và ông lũ mọi người. Còn về chuyện của linh hồn đó, hãy để cho linh hồn đó vài ngày để linh hồn nó bình tĩnh lại mới được mọi người. Vì dù sao cũng vừa mới thoát ra được cái nỗi ám ảnh đã bám theo linh hồn đó ngần ấy năm. Thì linh hồn đó hoảng bỏ chạy thì cũng đúng đó mọi người. Mình vui quá. Bây giờ mình sẽ mang cái hồ lô này đi vào bên trong cho thầy Hùng và ông Lũ nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã xem video của mình. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn nha. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã xem video của mình. Mình cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Xin chào mọi người. Bye bye mọi người.